Kính thưa quý vị khán giả, những người yêu thương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị thi phẩm Đi tìm tiếng vẽ của nhà thơ Hoàng Tháp, Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những bài thơ hay đã được nhạc sĩ Trọng Thị phổ nhạc. Sau đây, ca khúc Đi tìm tiếng vẽ do Hoàng Tháp thể hiện. Cánh diều nhỏ nhỏ bay lưng chừng trời cao, tiếng ve kêu mùa hè, từng cánh hoa phương đó vương vào đôi bờ vai ánh mắt nhìn của ai khiến lòng tôi bồi dối. Tiếng ve kêu mùa hè, tôi tạm biệt làng quê. Tôi chưa về.